Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau tại chuyên mục giới thiệu và trải nghiệm thiết bị âm thanh Paramax để năm 2021 thật bứt phá. Paramax hôm nay sẽ chọn review một thiết bị điện tử vô cùng đặc sắc. Ta-da! Các bạn đã biết, Amly SA999 Airmax Limited vừa được ra mắt đầu năm 2021, hiện đang là mẫu Amly 2 kênh công suất lớn đang rất hấp dẫn trên thị trường karaoke với mức giá bán lẻ đề xuất 7.990.000 đồng. Người dùng có thể sẽ có những câu hỏi như: tôi phải bỏ ra cái số tiền này thì mang lại cái lợi ích sử dụng và giá trị giải trí gì cho không gian của mình? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ khám phá chi tiết sản phẩm SA999 Airmax Limited để trả lời câu hỏi trên. Thông thường, khi chọn âm ly karaoke cho phòng giải trí của mình, người tiêu dùng sẽ rất quan tâm đến các yếu tố như công suất của âm ly ra sao, âm ly sử dụng bao nhiêu sò, sò loại gì hoặc là biến áp hình gì. Thì Paramax hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng Paramax cũng mong muốn là người tiêu dùng sẽ giảm bớt cái đặt nặng các vấn đề trên, mà chúng ta phải hiểu rõ, hiểu đúng sản phẩm mà chúng ta mua về, chúng ta có thu lại cái giá trị đầu tư tương xứng hay không, và cái sản phẩm đó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay không, với hệ linh kiện và nội thất chất lượng cao như thế nào, mang lại cho chúng ta cái giọng hát và cái trải nghiệm nhạc nền nó hay ra sao, thì đó mới là điều quan trọng. Bây giờ mình sẽ mở nắp máy của SA99 Airmax Limited để các bạn tham quan một vòng nội thất của SA99 Airmax Limited nha. Các bạn đang nhìn thấy, đây là bộ 12 sò Toshiba công suất lớn đang được trang bị trên âm ly của chúng ta. Mỗi kênh sẽ là 6 con. Và đây chính là tản nhiệt dạng ống các bạn. Paramax ứng dụng tản nhiệt dạng ống cho âm ly của mình nhằm mục đích là tạo cái lực hút tối ưu hơn, đối lưu nhiệt tốt hơn và giúp cho giải nhiệt sản phẩm được nhanh hơn. Phần bên này là biến áp dây đồng tinh khiết cỡ lớn. Đặc biệt, biến áp dây đồng tinh khiết cỡ lớn của chúng ta sử dụng tiết diện dây đồng lên đến 1.7mm cho khả năng chịu tải cực cao. Đây là bộ tụ đến từ Daewoo với thông số là 10.000 microfarad cho một tụ. Đây là các điện trở sứ. Chúng ta có thể nhìn lại một lần nữa nội thất của SA99 Airmax Limited. Có thể nói, với cái hệ linh kiện như thế này, 99 Airmax Limited hoàn toàn đáp ứng được khả năng khuếch đại mạnh mẽ với tổng công suất lên đến 700W. Và vừa rồi, mình đã thực hiện thao tác kết nối Bluetooth giữa Amly SA99 Airmax Limited với điện thoại. Thật sự là vô cùng dễ dàng, vô cùng tiện ích luôn. Mình nghĩ là người già cũng có thể thực hiện này, phụ nữ cũng có thể, thậm chí là các bạn thiếu niên khi mà biết sử dụng SA99 Airmax Limited cũng rất là dễ dàng kết nối Bluetooth với điện thoại hoặc là TV. Tại sao mình lại nói đến đặc điểm này? Bởi vì tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm khả năng kết nối và truyền dẫn tín hiệu vô cùng đặc sắc của SA99 Airmax Limited nha. Các bạn đang nhìn thấy là anten ngoại cỡ của SA99 Airmax Limited, và sản phẩm của chúng ta sử dụng phương thức kết nối Bluetooth chuẩn ABTX từ Qualcomm Mỹ. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy logo Bluetooth ABTX nằm ngay trước mặt máy của SA99 Airmax Limited như một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng truyền dẫn tín hiệu của sản phẩm. Chúng ta thử nghĩ xem, một sản phẩm mà truyền dẫn tín hiệu nó rất ổn định thì sẽ mang lại cảm giác ca hát vô cùng thăng hoa. Nếu kết nối mà chập chờn không ổn định thì sẽ mang đến cảm giác ca hát và nghe nhạc rất tệ, đúng không ạ? Bên cạnh kết nối Bluetooth chất lượng cao, đặc biệt Paramax SA99 Airmax Limited còn được trang bị công nghệ nhận tín hiệu kỹ thuật số thông qua cổng Optical và Coaxial để giúp dễ dàng kết nối với các Smart TV thông dụng hiện nay.
chiều ra môi mềm tìm đến cơn mê, niềm tin đã lại theo tháng năm xa ba. Em có nghe ngoài phố đang kể hoa bao nhiêu sắc hoa là bày nhiêu ân tình mà ý thơ mong chờ. Limited như thế nào ạ? Mình là người hát trải nghiệm với sản phẩm thì riêng mình cảm thấy khả năng xử lý và khuếch đại âm thanh của sản phẩm rất là trung thực nè, chi tiết nè, với phần trép rất là tơi nhuyễn và cái phần trung và trung trầm nó lại dày dặn, đưa giọng hát của mình vào trọng tâm. Thì với những cái bài hát đòi hỏi cái độ luyến lái cao như là nhạc trữ tình, nhạc bolero thì SA99EMAX Limited hoàn thành rất là tốt. Chia sẻ thêm thì ngoài cái nội thất đỉnh cao của sản phẩm như chúng ta đã tham khảo trước đó, sản phẩm còn được thiết kế với một cái dãy tần rất là rộng mở từ 20 đến 20.000 hạt. Đó là cái ngưỡng cảm nhận âm thanh tai nghe của chúng ta rất tốt và giúp cho cái không gian giải trí trở nên sống động và chi tiết hơn. Nãy giờ mình cũng đã nói nhiều về nội thất của SA99EMAX Limited. Bây giờ chúng ta sẽ review chi tiết về cái vẻ đẹp ngoại thất của Amly các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng khám phá cái vẻ đẹp công nghệ của tác phẩm nghệ thuật này. Điểm thú vị nhất trên mặt máy đặt ngay vào mắt mình là dãy đèn LED. Dãy đèn LED này hiển thị tình trạng hoạt động và mức âm lượng của mỗi kênh công suất. Khi trình diễn âm nhạc, các bạn có cảm giác như là sóng nhạc bật bùng vậy, rất là đẹp mắt. Bên cạnh là cụm nút chức năng Master Volume. Nếu các Amly trước đây của hãng phần Master chỉ có một nút âm lượng tổng thì SA99EMAX Limited lần này được trang bị thêm 3 nút điều chỉnh âm lượng các dãy tần. Đây là Low, Mid và High, tương đương với thấp, trung, cao. Còn phía bên này là cụm nút chức năng hiệu chỉnh các tín hiệu như là tín hiệu của micro, tín hiệu tiếng vang, echo và tín hiệu của nhạc nền, music. Review một chút về mặt sau. Wow, mặt sau của SA99EMAX Limited kiểu như là chứa cả một trời hiệu năng vậy các bạn. Đây là một điểm rất đặc biệt để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. SA99EMAX Limited được bố trí thêm hai ngõ micro phía sau. Phía trước có hai cổng rồi nha. Phía sau là có thêm hai cổng rất là tiện lợi và thẩm mỹ đúng không ạ? Còn này là anten sử dụng để hỗ trợ kết nối Bluetooth. Khi sử dụng thì các bạn nên dựng đứng thẳng lên như này hoặc là chết một góc như này để cho tín hiệu truyền nhận được đảm bảo mạnh và ổn định nhất. Và đây là ngõ thu âm để chúng ta sử dụng kết nối trực tiếp với mixer hoặc là equalizer bên ngoài nếu bạn có nhu cầu ghép thêm các thiết bị âm thanh theo sở thích riêng. Còn đây là ngõ reout sử dụng để kết nối với một Amply tích hợp hoặc một Amply công suất khác. Và đây là cái nét đặc trưng, rất là đặc trưng của thương hiệu Baramax. Đây là ký hiệu piano, là công nghệ sơn bóng piano tạo nên cái điểm khác biệt và tên tuổi của sản phẩm Amply Baramax. Mình sẽ quay lại phía trước cho các bạn chiêm ngưỡng. Đây chính là công nghệ sơn bóng piano. Diện mạo này khi sử dụng cho bộ karaoke gia đình sẽ làm cho khu vực giải trí của các bạn trở nên thời thượng hơn.
Paramax đã vừa giới thiệu đến các bạn sản phẩm âm ly SA99E Max Limited. Paramax hy vọng rằng đây sẽ là một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu karaoke và nghe nhạc tại gia của mỗi gia đình Việt với chất lượng âm thanh thực sự xứng đáng với giá trị đầu tư. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ tổng đài 1900 1505 hoặc để lại bình luận ngay tại video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.